Hôm nay chủ nhật hả? Có dịp đi siêu thị đó là truy quay lại cho cả nhà mình coi, cho mấy bạn nào thích coi. Đó là truy có nghĩa là siêu thị một đồng một đô của Mỹ. Siêu thị này tất cả các món thì nó chỉ có $1 thôi, tính ra tiền Việt mình thì 22 ngàn á, món nào cũng một đồng hết đó, mua gì cũng vậy hết đó. Đó là khung cảnh ở ngoài bước vô ha. Nói một đồng nó rẻ gì chứ, ở đi tới tiểu bang nào cũng có cái siêu thị một đồng này hết đó. Đây là ở ngoài đi vô. Thank you. Ai leo mua gì không biết đó. Đây mình đi từ từ quay, mấy bữa khai yes. Mấy bữa quay nó bị trong siêu thị bích mình nó bị gung gung rồi, nay mình quay lại thử đi từ từ, giống như mấy bà mà bị cắn thai đó, đi nhanh thì sợ nó bị giật ha. Đây siêu thị một đồng thì nón này cũng là một đô này đó, dép cũng một đô. Cái mấy cái này là mấy cái xịt xịt cho tiệc sinh nhật cái gì đó chắc vậy đó. Cái nào cũng một đô ha, thì mình cố gắng đi từ từ, đi giống giọng như cắn thai đó, đi nhanh quá thì mấy bạn coi sẽ bị nhức cái đầu ha. Đây đó, đó. Quay từ từ, quay cũng phải có tâm nữa đó. Đó để mình đi hết một vòng cho mấy bạn coi luôn ha. Nước ngọt, nước suối đồ. Leo đi mua đồ rồi, cũng long đi mua đồ rồi, mình đi từ từ đi. Kẹp tóc ha, tuy nó rẻ vậy chứ có những cái xài được và rất là tốt, mình không cần phải mua mắt. Mua mắt thì nó cũng vậy thôi đó. Đây là gì đây, Spring Bling. Mấy chậu bông này nó cũng chỉ có một đồng thôi, đây siêu thị một đồng á, cái gì nó cũng một đồng á. Giờ mình quay từ từ á, đó là cái phía ngoài đổ xe đi vô ha. Đó, vô cửa mình quay, phải quay từ từ, quay giống như là đi cắn thai vậy đó. Đi nhanh quá thì mấy bạn coi bị nhức đầu và cái clip của mình cũng bị giật nữa. Thì mình quay mình mới có kinh nghiệm ha. Thì nếu mà có giật thì mấy bạn coi cũng thông cảm ha. Cả nhà mình coi cũng thông cảm. Mấy bạn quay thì mới biết nó như thế nào, chứ nó cũng không có dễ quay ha. Đây, có đủ thứ hết đồ chơi. Và cái siêu thị đó là Tree này, siêu thị này một đồng hả? Mình đi tất cả các cửa tiểu bang chỗ nào nữa mình cũng thấy có hết á. Nó giống như là nó một tập đoàn luôn vậy đó, ở đâu cũng có luôn á. Mà đồ nói chung nó rẻ chứ mình thấy cũng ok, có nhiều món rất là xài rất tốt ha. Giống như tập vở gì nè, nó đúng không, giấy đồ cái gì cũng một đồng hết á, một đô hết á. Muốn mua món gì cũng một đô hả? Có những thứ viết đồ nè ha, đó viết nè, đó nó một sắp 2, 4, 6, 8 cây, 8 cây mà có 20 ngàn đó, 22 ngàn đó, một đồng đó, tính ra tiền Việt mình muốn tính nhiều tính. Nhiều khi thì móc thì nói thì nó chất lượng cũng không phải là nó chất lượng nhiều, nhưng mà cái này là nhìn nhọn chuột rồi ha, mấy con này mỗi con cứ đồng đồng vậy đó. Mình hy vọng là cái clip này nó không bị giật ha, tại vì mình cố gắng làm cho nó đừng bị giật nè. Tiếp có nhiều khi mới đầu quay á, mình không biết cái cách, từ từ mình quay mình sẽ biết, đi phải giống như là đi giọng cắn thai à, đó mình phải tính cũng một đồng thôi ha. Đó, đó. Có rất là nhiều thứ trong gia đình, học tập đồ ha, cái gì cũng có hết á. Thì mình như leo hay vô đây mà không phải, mình thấy nhiều người cũng vô đây mua lắm, đầy món luôn, món gì cũng có hết, thích món nào là có món đó thôi. Đó. Nó cũng vừa túi tiền có một đô mình thấy cũng quá ok, còn đổi gì nữa.
Everything nè, see không? Everything Dollar Tree. Chỉ có 1 đồng thôi, nó nến này kia nọ nữa. Rất là thích, có nhiều, nhiều cái rất là hữu dụng mà mình không cần, mình phải bỏ ra nhiều tiền để mua ha. Mình xài vừa thôi, cũng không cần phải cái gì cũng mắc. Mắc rồi khi mà mình chán rồi mình bỏ thì nó cũng quá phung phí. Nó có rất nhiều người ta đi mua ha. Mình cố gắng, mình hy vọng là cái clip này nó sẽ không bị giật ha. Mấy bạn coi nói mấy bữa mình quay đi chợ nó rất là giật. Thì mình cũng không có muốn nó giật như vậy đâu. Tại vì mình quay có nhiều cái mình chưa có biết á. Nên nó giật. Tập mình nè. Đi học đồ đó. Mình đi học mình cũng cũng vô đây mình mua ha. Đó. Nó rẻ thôi, viết lại là được rồi. Có giấy màu rồi ha. Đủ thứ kiểu. Cái gì nó mình thấy cũng có. Đó, bông rồi đó. Nói chung là nó cũng đa dụng trong nhà, học tập, trang điểm. Đây mình nói mấy cái thiệp mà nè, nó nào cũng 1 đồng thôi, mấy cái thiệp cho sinh nhật nè ha, cho tiệc rồi ha. Tiếng tiếng Spanish có nghĩa là tiếng Tây Ban Nha, nó viết ẹo 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 á, mình chả biết. Đa phần ở đây người người Spanish cũng rất là nhiều. Người Spanish có nghĩa là mấy cái nước bên châu Phi nó nói tiếng đó đó. Đó, Halloween rồi nè, thiệp Halloween ha. Đó, nó rất là đẹp luôn ha. Ở đây nó có những cái đồ muỗng mà mình ăn xong mình dùng nó rất là tiện ha. Khăn trải bàn rồi nè, đó, muỗng đĩa rồi nè, đó, dĩa nè, ly nè, đó, ăn xong dục khỏi thằng cửa, không ai gánh thằng cửa ha. Các bạn thấy không, mình đi giờ mình đi cái giọng nhẹ nhàng giống như đang cắn thai vậy đó. Đi nhanh quá thì nó sẽ không, hình nó sẽ bị giật, thì mong mấy bạn coi thì không có được đó. Mình muốn cho mấy bạn coi thấy hết, cho cả nhà mình thấy hết. Ồ, cái này 1 đồng được 2 đứa luôn nè, hai hai tấm luôn mới ghê nè. Nó thiệp này nó có sẵn ha, muốn thích viết cái gì mình thì viết vô đây rất là đẹp luôn ha. Take care of yourself. Just thinking of your with love. Này, like maybe branding. Tùy theo cái chủ đề nè, bạn bè nè ha, sport. Thinking of you warm wishes có nghĩa là những lời lời chúc tốt lành rồi nói về đạo đồ này kia nọ. Nó rất là nhiều luôn. Nhìn cái này là mình biết ha. You đẹp ghê không? You can do it, you can do it. Những lời chúc, những lời động động viên đồ nó rất là hay nha. Mình phải viết mỏi tay luôn, đây nó có sẵn, gỡ ra đọc, gỡ ra đọc mệt nghỉ luôn, không cần phải phải viết gì nhiều hết. À, thấy nó đẹp không? Mình đi từng trang cho mấy bạn coi luôn ha. Mấy bạn nào ở Việt Nam qua biết rồi, cho ở nhà mình coi, nhà mình, bạn bè mình, chị em mình, có nhiều người không biết, không biết coi để coi. Wish đây, wish pencil thanks. Đó, cái này muốn viết viết, có cái nó có sẵn câu, có cái nó không có nè, có cái nó có sẵn nè. I'm sending what, nó không hiểu. Ở thank you not to. Nó thích cái nào lấy cái đó, cái nào cũng 1 đồng thôi, rất là rẻ ha. Không phải nói rẻ mà không ai mua nha, quá trời người mua nha. Đó, hôm nay mình phải đi từ từ, đi cái giọng cấn thai mới được, đi nhanh quá thì không tốt. Đó, thiệt xong mình thấy cái này là gì, pin nè, pin mình cần nè. Đó, pin đa phần là có mỗi thứ luôn ha, và nó rất là rẻ, chỉ có 1 đồng thôi. Ai muốn mua gì thì vô đây mua. Dây băng gôn đồ này kia nọ đó, đồ ăn đồ uống đồ đồ chơi. Chị này chỉ đang lựa gì nữa. Có nhiều người đó cho đồ này là để trang điểm, trang trang trí sinh nhật đồ nọ, hết đẹp ghê không.
quá trời đẹp luôn. Vàng coi này, đồ chơi nít nó muốn, con nhà giàu hay mua mắc một chút, con nhà bình thường mua cái này cho nó chơi chơi được rồi, mấy cái túi này kia nọ đẹp ghê không, chỉ là một đô thôi nha, nó mua gì cũng được hết trơn, mình thấy rất là thích. Ok, ảnh đứng đây mua xong chưa không biết nữa, kệ anh đi. You need anything else? I think you wait me, I make some video and then. Ok, thank you. Ảnh mua xong rồi bắt đứng đợi đi. Tại mình đang quay mấy clip mình cho mấy bạn coi à. Đó, mình đi từng giải ha, đó. Cái này nó có gì, muốn mua gì thì vô đây mua thôi. Đó, bao tay nè, nó có 1 đồng đó, thích thì mua thôi. Rất là nhiều thứ mà mình thấy rất là hữu dụng mà nó rẻ. Đó, đèn cày đèn đó. Đó, mấy cái này là người Mỹ người ta hay bỏ chanh rồi nè, cái bức chanh. Đi từng trải cho mấy bạn tham khảo hết à. Muốn gì có đó nè, đèn cày của sinh nhật nè, đèn cày tí tí nè, đó có hết, 7 tuổi đồ này kia nọ nè. Mình phải đi từ từ, không đi nhanh được, đi từ từ thì tốn thời gian. Kệ, mình quay cho ai thích thì coi. Đó, cái đồ mấy đứa con nít nè, hay màu hồng hồng, nó khoái lắm nè. Đó, có hết. Đừng nói chơi 1 đồng mà không ai mua nha. Nó còn bán ngon lành hơn những cái shop mà bài biện ra nhiều rồi tốn tiền rồi tốn nhân viên mà không ai mua á. Đây thì nó quá tốt luôn nè. Ở những mặt kính nè, nói chung thì nó 1 đồng đeo được thôi chứ nó không có phải chất lượng. Chất lượng thì không nhiều, chất lượng thì bỏ tiền mua nhiều một chút. Đây mắt kính rồi đó, chưa đó mua xong rồi đó, mình đi thêm, nó cũng nhỏ thôi mà đồ nó nhiều ha. Đó, 1 đồng 1 đồng hết. Đây, đi tới phần trang điểm nè, đó sơn móng tay móng chân rồi ha. Đó, thấy không, phần chải đánh răng rồi nè, mỗi thứ là cứ 1 đồng, mua món lớn món nhỏ món bé món to gì cũng 1 đồng hết. Mà mình thấy là Mỹ này nó bán thì nó cũng chú trọng đến chất lượng lắm chứ không phải là nó cái nào cũng dở hết đâu. Đó, mấy cái này trang điểm nè, trang điểm nhẹ vừa thôi thì mình có thể xài mấy cái này. Mình cũng chả biết cái loại nào tốt, mình mua thì phải xài thử mình mới biết, chứ khi không cũng không biết. BB Beauty Care nhiều loại quá, sơn rồi thấy không đó. Bông tăm bông tiết này nó nghĩa là nó đa dụng, son môi rồi ha, nó đa dụng và cũng chỉ có 1 đồng thôi. Mình vô đây mình thấy thích và vừa túi tiền xài được, xài mà không phung phí là được rồi. Có nhiều người xài phung phí quá tại vì người ta quá giàu, không phải là mà nhiều người giàu vô đây người ta cũng mua nha, không phải là chỉ nói những người nghèo đâu nha, giàu người ta cũng mua bình thường á. Đó, dầu gội đầu sữa tắm, mình nói là nó có đầy đủ thứ hết á. Đó, có những cái xài rất là ok, mình thấy là tốt nó là khác. Cái này nó để là có cái thì tốt, mình phải biết chọn lựa, cái nào không tốt thì mình không mua thôi, mình xài mình biết đó, thuốc nè, nhức đầu đau bụng rồi đó, đau găng rồi này kia nè, biết chữ thì mua thôi, cái nào cũng 1 đồng hết á. Lát xăng đồ đau lưng nhức mỏi nè, mình đi từ từ nên cái clip này cho nó dài, đi nhanh thì không ai thấy được gì đâu, mà cũng thấy nhức đầu. Ok, mình cố tình để lưu lại mà, mình không có phải quay hoài đâu. Đó, mấy cái kẹp này cho mấy bé nít này không, thấy cưng kìa nó, mấy bé gái nè, đẹp không, xài được thôi, xong rồi dục bỏ cũng không tiếc tiền nữa. Mấy cái son nè,
nên đang lựa. Ở Mỹ này nó có hai cái mùa hè nó có hay ra sale, đó là những cái đồ cũ nó bày ra trước sân của nó để sale nè. Nó hay dán cái bảng nó để chỉ đường cho người ta, cũng một đồng. Còn cái bịch này á, thì để dành đựng những cái đồng tiền cắt á, nó đồng tiền cắt 5 sen, 10 sen, 1 đô, 25 sen rồi đó. Đó. Rồi ai mà muốn bán gì thì mua đồ này về dán lên cái đồ món đồ mình bán nè, bán nhiều tiền bán nè. Mình phải nói là cái đá là tri này siêu thị một đồng này nó rất là đa dụng ha. Và đừng chê nó nha. Nó có thể kiếm nhiều tiền lắm á, chứ không phải được bình thường đâu. Dầu gội đầu đồ này kia nọ nè. Thấy không? Đó. Mình có thể xài được. Mình nhìn nó đâu có phải là tệ đâu, nói một đồng chứ nó rất là tốt, nó là đằng khác. Thì mình lựa những cái nào mình thích thôi nè ha. Mấy cái áo thun này đó, người ta mua thấy không? Có một đồng. Đó, mua cho mấy đứa mình nít con trai rồi, gia đình người ta đông con, người ta có thể xài cái này được rồi. Đó, lượt trẻ đầu rồi nè ha. Ở nó nói mà nó nhiều mà mình nói nó rất là nhiều luôn ha. Đa dụng từ trong bếp, ngủ, phòng tắm đồ này kia nọ. Và khi mình mua mình xài mình cảm thấy không thích mình bỏ, mình cũng không thấy tiếc. Tại vì nó rẻ á, không mua cái mắc tiền làm gì. Mấy cái loại này chắc dầu thơm quá, dầu thơm này chắc mình không xài quá. Nhưng mà những người mà có nhiều người ở đây người ta thu nhập thấp đó, người ta xài cũng ok, miễn sao có xài được rồi đó. Bông tắm đồ này kia nọ nè, thấy không, nó rất là nhiều luôn đó. Bình sữa cho em bé nè, thấy không. Mua gì mà không có, người chê mình thấy cũng ok. Chê gì, có đồ ăn nè ha, đồ ăn trong tủ đông lạnh nè, cái này là food nè ha, đó thức ăn á, đông lạnh nè, mình thấy hả, Scola rồi nè, nó kem rồi nè, nói chung là lấy cái hộp nào cũng chỉ có một đô thôi, muốn ăn gì ăn đó. Nhiều người người ta mua ở đây người ta mua quá trời luôn, người ta cảm thấy rẻ người ta mua ha. Đó, đồ ăn đó trong tủ lạnh đó, nói chung là mình phải mua ăn thử cho nó ngon, không nó không ngon thì thôi. À, mấy cái này là trong quách mình nó cũng có bán nữa ha, nó tương đồ này kia cũng có một đồng thôi. Thì ở Mỹ thì nó cũng chú trọng chất lượng lắm, chứ không phải là cái nào cũng tệ nha, nó cũng ngon lành đấy chứ không phải bèo đồng thái. Yes, chứ không phải nói mà ghẻ bèo giống như Việt Nam mình mà mua về xong mà dục bỏ không xài được đâu nha. Mình xài rất là tốt nữa là đằng khác. Cái này biết cái gì không, cái dạng băng keo á, mà cái người mình bị lông hay là lông chó hay gì đó mình vuốt vuốt xuống, nhất là mấy cái áo màu đen á, áo thun màu đen mà giặt vô nó dính lông á, mình ghét mấy gì đó. Mua mấy này về nè, đây có một đồng, cho mấy chỗ khác nó bán 4-5 đồng, nhiều khi mình không biết, giờ mình biết rồi chỉ xài cái đó thôi thì mình có thể tiết kiệm được. Thì không biết mình muốn mắc làm gì đó, nó đầy đủ luôn đó ha, đồ dậm chân đồ này kia, móc đồ, nói chung là cái thứ gì mà ở đây cũng có hết đó. Thì mình mua mình xài cái nào mà nó ok thôi, còn nó quá tệ thì thôi đừng có mua. Mua xài biết chọn lựa, không phải cái gì cũng ôm về xong rồi mình đem đi giục, nói dở phải không, kìm nè, kéo nó dành cho dụng cụ làm việc nè. Nó mình thấy có những khăn nè, nó khăn để làm mấy người sửa xe nhớt rồi nè, cũng chỉ có một đồng thôi. Tới bánh nè ha, snack nè ha, nó ăn gì đó, đồ ăn nó cũng y vậy thôi, kẹo nè. Cái xứ này nó đầy đủ, nó tràn họng, nó ngập mặt quá, thấy đồ ăn không mà thấy mệt, nước suối nè, cái gì cũng có hết ha. Mình vô đây mình hay uống cái loại trà này nè, trà này cũng ngon lắm nha, ướp lạnh nè. Hai loại đều ngon hết, chai cũng có chỉ một đồng thôi, uống rất là ngon. Mình thử qua cái nào ngon thì mình uống, cái nào ngon thì mình mua mình xài, chứ không phải mình nói cái nào trong đây nó cũng tốt, đa phần nó tốt mà mình phải chọn lựa. Đó. Mình đi hết cho mấy bạn coi ha, cơ cho biết. Và mình mong là cái clip này nó không bị giật ha. Đó. Anh leo anh đang lựa gì không biết nữa, để em đi. Đó. Nó cũng nhỏ thôi mà nó đầy đủ đồ, nước ngọt rồi này kia nọ đó.
Cái này là gì, bánh quy, bánh bánh gì nữa. Mỹ này thiệt, nó lo ăn uống là chính. Nước ngọt nè, đâu phải chỉ có cái đó đâu, nước ngọt nước trái cây rồi nè, nó nhóc hết trơn nè. Không mua gì cũng có hết đó, đầy hết luôn, chứ không phải là chỉ có cái một thứ ở đâu. Mì ha, mì này chỉ một đồng, nó một đồng hết, nào cũng một đồng hết đó. Rồi tới đây là đồ hộp nè, đó, đồ hộp bên đây, đồ hộp nó đậu nữa, Mỹ nó hay ăn mấy đó, bánh, thấy không? Đâu phải tệ đâu, hàng hàng lớp lớp nữa, bự sự luôn, cần hết, nhiều người ta thích, ta mua quá trời luôn chứ đâu phải. Tương đồ này kia nọ nữa đó, thấy không? Vô đây mua mua cái mình thích thôi. Mình đi như cắn thai, mình không biết là cái clip này nó đẹp không, nó không đẹp chắc cũng chết. Muốn quay lại cho coi, coi phải chất lượng chứ, coi mà nó xấu quá thì cũng không có tốt. Xong rồi tới trong toilet nè, đồ rửa chén nè. Sắp đồ mới lại nên có nhiều quầy nó trống, món nó bỏ ra nhiều nữa. Muốn mua nào lựa mua xài, chà tu lét chà cầu, cưới lướt rửa chén rồi, bao tay mình phái mấy cái này nó rẻ như bao tay gì, cần gì mua đẹp, mua rửa chén thôi, mua đẹp làm gì, mua tốn tiền làm gì đó. Những cái lau kính đồ này kia nọ cần nhiều mắt đó, xịt phòng rồi này cái nọ, xà bông rồi nè, xài tiết kiệm thì xài mấy cái này được rồi. Nhiều xịt phòng rồi nè đó. Một đồng thôi thì mình thấy nè, last rồi nè, bên Việt Nam mình mua cái chai này tới ba mấy, ông mấy ngàn, mấy chục ngàn, đây thì một đồng, nó có Downy đồ này, thấy cái không? Thì nhiều khi nó bán một đồng nên cái hiệu nổi tiếng thì nó bán ít hơn thì cũng mua được, nhiều khi tiền cũng tiền nào của nấy đó. Hàng hàng dọc dọc vậy đó, thứ bảy chủ nhật nó bán nhiều lắm, dùng trong bếp, trong nhà tắm, rửa chén, thứ gì cũng có mấy cái ly giấy rồi, giấy rồi nó giấy rồi, mấy cái khay này để đựng đồ ăn này, để khi mà đãi tiệc buffet rồi người ta đãi ở nhà người ta đó. Giấy đó không, đâu phải là nó tệ đâu mà đó. Nhìn nó sáng sủa đẹp cái bà luôn chứ đâu tệ, đừng có thấy gì đồng tệ đâu. Mấy cái bọc latex rồi nè, bọc bằng bằng giấy bạc đồ này kia nọ nè, mấy bao đựng rác rồi nè, mấy cái đó cần gì mua mắc tiền gì vậy, mua xong dục cứ làm gì đó. Mình đi hết vòng trong cái siêu thị đá là chi này luôn á, mình đi vòng cắn thai đó, coi không được nữa thôi luôn, bó tay luôn ha. Giấy thơm rồi giấy này kia nọ, giấy gì cũng có, mấy cái giấy này xài gì được rồi, 1 đô 20 ngàn xài được rồi, mua dạng clip làm gì tốn tiền, ly rồi chén muỗng cái gì cũng có, đâu phải chỉ có những người nghèo mới vô đây đâu, trời ơi những người giàu thì cũng vô đây giờ đó mà nghèo đó. Cái ly chỉ có 20 ngàn đó, thấy không? Đó. Thế nãy mình đi rồi đó, mình đi vòng vòng lại đó, thấy không? Kẹp cái này kia nó nước nè, ai mà qua đây xài thì vô đây thì hiểu không? Đó, mấy chị này ta chắc hàng bỏ hàng lên nữa nè, kêu là siêu thị 1 đô á, thấy không? Nãy mình quay bên này rồi không? Đó, đi một vòng rồi đó, gần ra nè, à, coi mấy cái này này ha, mấy cái khăn đồ nè nha, lựa cái vải nào mình chất lượng á, mình thấy quá ok, xài cho nhà bếp đồ này kia có 1 đồng,
mua chi mắc nó thấy không, khăn đồ rồi vô nó rất là mịn nha, nó không phải tệ đâu nha, nó mấy khăn đẹp Việt Nam mình ghé ghê thôi, nhìn muốn dục đó, nó mấy cái này nó mấy cái găng tay để làm cái bếp rồi thấy không đó. Nó đẹp chứ đâu phải là nó tệ đâu, mà gọi nó nhiều cái nó rất là mịn luôn nè, mịn lắm. Nó tùy theo mình thích cái nào mình lựa thôi, cho mình chọn lựa mà đẹp ghê không. Rồi 1 đồng hết. Thấy là nó quá trời luôn, cái nào cũng 1 đồng. Tâm sẽ găng nè, mấy cái khay này trời ở đây có 1 đồng nè, bữa mua kia 4 5 đồng chứ trời, leo này ngu quá. Hai cái này có 1 đồng nữa nè, món này về đang mai mốt mình có lựa thì mình lựa đó, cái rẻ mà có thể xài được đó, dao đồ nè đó. Có 20.000 nữa nè, 22.000 tính 1 đô ra nhiều tiền đó, muỗng nè, giá nè, nhìn vậy có 20.000 rẻ hay mắc đó, nó đẹp không, nó bằng inox luôn chứ bộ nó tệ đâu, mình thấy xài quá ok. Còn những cái chảo mà mình bằng lát tiếp ha, chảo chống dính đó, thì mình nên xài những cái muỗng này nè, nó không bay lớp chống dính đó, có sẵn luôn mà nó, còn mình xài mấy cái inox với cả cả thì mấy cái lớp chống dính nó sẽ bị văng ra hết đó, kéo đồ này này kia nọ nè, này mình mua cái này nha, 1 đồng nè đó, 1 đồng đó. Thế về lược được nước dừa hay lược gì đó, mấy cái cúp mấy cái gỗ này nó rất là tiện, tiện thì mình mua thôi, nó rẻ thì mình mua thôi đó. Này bong bóng này để dành cho sinh nhật rồi không, có hết đó Linh. Hai cô này cô tính tiền cô nhìn mình kêu làm thôi. Ok, that have a lot. Why we buy in the Vietnam? $4, $3, ok. Yes, check. Giờ tính tiền về thôi nha. Tham quan một chút siêu thị 1 đồng này cho nó biết nha. Đầy đủ món ăn chơi đó chứ không phải là không có đâu ha. Bánh kẹo đồ nó cũng giống như mấy quà tính tiền thôi. Siêu thị này nó có những cái tờ báo cho mình miễn phí, thích đọc 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 gì thì lụm xong rồi ha, xong siêu thị chờ leo tính tiền nữa về ha. Ok, bye bye mấy bạn ha, bye cả nhà ha, hẹn clip sau.